Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tiết kiệm hàng ngàn tỷ đồng nhờ bãi bỏ gần 200 thủ tục hành chính. Triển vọng ngành tôm năm 2017. Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật Việt Nam. Mở đầu sẽ là những thông tin về kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá mới nhất của Bloomberg, thì các nền kinh tế nhỏ ở châu Á, cụ thể là Đông Nam Á, đã và đang có những bước phát triển đáng kể. Trong đó, Việt Nam được coi là hình mẫu đối với các quốc gia chuyển từ kinh tế nông nghiệp sang xuất khẩu hàng điện tử. Khu vực tiểu vùng Mekong rất có tiềm năng trở thành một trong trung tâm sản xuất. Myanmar, Lào và Campuchia cũng đang học tập theo mô hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của Việt Nam để nâng cao năng lực xuất khẩu. Một số chuyên gia đã dự báo tại châu Á giai đoạn 2017 đến năm 2019, ba nước này sẽ đạt mức phát triển chỉ kém Ấn Độ với tốc độ tăng trưởng gần 7%. Nhiều chuyên gia kinh tế đã nhận định để tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế và để được đánh giá là hình mẫu thì cần phải có sự thay đổi từ cái lõi bên trong, từ những rào cản hiện hữu. Và thủ tục hành chính là một ví dụ cụ thể. Ước tính hàng ngàn tỷ đồng đã được tiết kiệm từ việc bãi bỏ, đơn giản hóa gần 200 thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ công dân. Đây là kết quả của Bộ Tài chính trong hơn 2 năm qua khi thực hiện đề án 896. Mỗi thủ tục được bãi bỏ, cắt giảm đều đem lại sự thoải mái, tiết giảm chi phí thời gian cho doanh nghiệp, người dân và ngay cả chính cơ quan quản lý. Có hai nguồn thu nhập từ tiền lương và từ kinh doanh. Mọi năm cứ đến thời điểm này, chị Vân phải tất bật chuẩn bị đủ các loại giấy tờ, hồ sơ đến cơ quan thuế để quyết toán thu nhập cá nhân. Có năm cũng mất đến 2 ngày. Tuy nhiên năm nay chị không phải đi đâu, do phần thu nhập kinh doanh đã không còn phải quyết toán. Còn từ tiền lương thì đã có công ty quyết toán thay. Chỉ phải ủy quyền cho cơ quan chi trả, quyết toán. Vì vậy nên cho nên là cuối năm là rất may là không phải làm những cái thủ tục liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho bản thân. Là kế toán phụ trách việc nộp thuế cho công ty, nhưng chỉ với vài thao tác click chuột là chị Vân đã hoàn thành việc nộp thuế điện tử. Cắt giảm thủ tục hành chính thuế, nhiều người dân có thể ủy quyền quyết toán thuế mà không phải mất nhiều thời gian đi lại. Tôi cũng không phải làm gì cả, chỉ cần làm một cái mẫu, ủy quyền quyết toán, và cái mẫu ấy thực sự rất đơn giản. Thực hiện đề án 896, hơn 2 năm qua, Bộ Tài chính đã bãi bỏ đơn giản hóa 182 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực thuế, hải quan và chứng khoán. Việc bãi bỏ đơn giản hóa các thủ tục này đã giúp người dân doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, ước tính mỗi năm hàng nghìn tỷ đồng. Một số các cái thủ tục mà trước kia có thể yêu cầu các cái giấy tờ photo công chứng thì bây giờ chỉ cần là cái bản không cần công chứng. Thì như vậy thì tức là cũng sẽ đỡ được các cái chi phí đi công chứng vân vân. Thế hoặc là các cái tờ khai nó đơn giản hóa đi thì rõ ràng người dân và doanh nghiệp giảm rất nhiều các cái chi phí về thời gian, chính là cái chi phí cơ hội của người ta. Người dân và doanh nghiệp được lợi. Còn cơ quan quản lý cũng tiết kiệm nhiều ngày công khi số thủ tục hành chính đã được giảm bớt. Mỗi một thủ tục hành chính không cần thiết, mạnh dạn được cắt bỏ. Hàng triệu người dân lại có thêm thời gian để làm việc, kinh doanh. Chúng ta có quyền hy vọng với những sự thay đổi này thì từ đây sẽ không còn phải xếp hàng dài chờ đợi với nhiều thủ tục rườm rà không đáng có. Chờ đợi để làm giấy tờ đã là câu chuyện quá khứ đang dần được thay đổi. Vậy còn chờ đợi xếp hàng để được rút tiền thì vẫn đang là nỗi lo của rất nhiều người, nhất là đối với người lao động công nhân, bởi các doanh nghiệp thường chi trả lương thưởng vào tài khoản ATM sát ngày nghỉ Tết. Trước thực trạng đó, thì mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu hoàn thành việc chuyển tiền mặt tới các chi nhánh ở các tỉnh, thành phố trước ngày 20 tháng 1 để tránh tình trạng khan hiếm tiền tại các điểm ATM trong dịp Tết này. Ngân hàng Nhà nước cũng đã điều chuyển tiền mặt từ Trung ương về chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố để nâng cao mức dự trữ sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tiền mặt của nền kinh tế. Đặc biệt là ưu tiên chuyển tiền đến các tỉnh, thành phố kinh tế trọng điểm có mức thu chi tiền mặt cao và tập trung nhiều máy ATM như là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu việc điều chuyển tiền mặt tới các chi nhánh ở các tỉnh, thành phố cần được thực hiện một cách khẩn trương, đảm bảo an toàn tuyệt đối và hoàn thành trước ngày 20 tháng 1. Khó khăn của người lao động, của người dân thì đã có hướng giải quyết. Còn khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp phải thì vẫn đang là một vấn đề còn bỏ ngỏ. Chúng tôi đang muốn đề cập đến lệnh khẩn cấp cấm nhập khẩu tôm tươi từ các nước châu Á, trong đó có Việt Nam, mà chính phủ Australia ban hành đầu tháng 1 này.
Vậy tình hình của các doanh nghiệp xuất khẩu tôm sang Australia lúc này như thế nào? Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, vùng nuôi tôm trọng điểm của cả nước. Theo hợp đồng ký kết thì vào ngày 16 tháng 1 năm 2017, doanh nghiệp này sẽ bàn giao tất cả lô hàng tôm xuất khẩu vào thị trường Úc. Tuy nhiên thì dưới lệnh cấm như hiện nay thì tất cả lô hàng phải tạm ngưng. Đặc biệt là các lô hàng tôm và thịt tôm chưa nấu chín được tẩm ướp gia vị dùng làm thực phẩm cũng bị chính phủ Úc cấm nhập khẩu. Nhiều doanh nghiệp đã và đang xuất khẩu tôm về Úc cảm thấy sốc bởi lệnh cấm này được áp dụng chỉ sau 2 ngày đưa ra thông báo chính thức từ chính phủ Úc. Chưa bao giờ nhận được cái thông tin mà đột ngột như vậy. Thực ra thì cũng phải có cái thời gian. Lệnh cấm như vậy thì một số cái đơn hàng mà đang trên biển ấy, thì sẽ những cái doanh nghiệp mà đang có những cái lô hàng đang trên biển thì sẽ rất là ảnh hưởng, rất là thiệt hại. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, lệnh cấm này được áp dụng vào ngày 9 tháng 1 năm 2017 và kéo dài 6 tháng do bệnh đốm trắng trên tôm đang bùng phát ở nước này. Ngành nông nghiệp Úc nghi vấn nguồn bệnh có liên quan đến các lô hàng tôm nhập khẩu từ châu Á. Hiện Úc là thị trường tiêu thụ tôm lớn thứ 7 của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu mỗi năm đạt hơn 100 triệu đô la Mỹ. Theo các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long, hiện các lô hàng tôm xuất khẩu vào Úc trước lệnh cấm sẽ bị giữ lại để điều tra. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ cho các doanh nghiệp bởi thời gian sẽ kéo dài và chi phí khá lớn. Mặc dù gặp phải khó khăn ngay từ đầu năm, thế nhưng năm qua, năm 2016, được xem là năm nhiều thắng lợi đối với ngành tôm của Việt Nam khi mà kim ngạch xuất khẩu đã vượt mốc 3 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 8% so với năm 2015. Tuy nhiên, con số này vẫn còn khá khiêm tốn với những gì mà ngành tôm Việt Nam đang có. Với tiềm năng sẵn có và kinh nghiệm tích lũy thì 2017 vẫn được dự báo là năm đầy triển vọng của ngành tôm Việt Nam với rất nhiều điểm sáng. Một trong những điểm sáng của ngành tôm nước ta là năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy hoạch tập trung về một đầu mối để chuyển giao khoa học kỹ thuật từ khâu nuôi, chế biến và xuất khẩu. Từ đó góp phần nâng cao giá trị cũng như xây dựng thương hiệu con tôm Việt Nam. Tại đơn vị được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao nhiệm vụ nói trên, Tập đoàn Việt Úc chi nhánh tỉnh Bạc Liêu đang tích cực phối hợp với các chuyên gia hàng đầu về thủy sản trên thế giới để nghiên cứu chuyển giao cho người dân quy trình sản xuất con tôm sạch và chất lượng nhất. Đi để tìm các giải pháp ứng dụng, ví dụ như về đo lường tự động chẳng hạn, đo về nhiệt độ, về độ mặn, về độ kềm chẳng hạn, thì có những cái thiết bị để đo tự động để giúp người dân họ biết chính xác lại chuyện gì đang xảy ra với ao tôm. Thì đây là những cái hướng mà tôi nghĩ là nó sẽ tạo sự khác biệt rất nhiều vào năm 2017. Có thể nói đây là một cái hạt nhân để chúng ta tổ chức sản xuất con tôm. Thứ hai là sẽ chuyển giao cái công nghệ này cho người dân, bởi vì có người dân có được hưởng thụ từ cái công nghệ tốt này đó, cái công nghệ cao này đó, thì là cái sản lượng nó mới là đủ lớn để mà chúng ta tổ chức xuất khẩu. Đáng mừng là thị trường xuất khẩu của con tôm Việt Nam trong năm 2017 khá thuận lợi, bởi Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, đơn vị có kim ngạch xuất khẩu tôm lớn nhất Việt Nam với hơn 0,5 tỷ đô la Mỹ đã ra khỏi danh sách áp thuế chống bán phá giá khi xuất khẩu tôm vào Mỹ, thị trường tiềm năng nhất hiện nay. Nếu như thuận lợi thì Minh Phú có thể gia tăng cái tỷ trọng đó lên, là có thể xuất trên 50% hay 60% tùy theo cái tình hình. Nhưng mà theo mình nghĩ thì năm 2017 là cái năm mà cũng rất là khả quan đối với Minh Phú với thị trường Mỹ. Điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam bởi các thị trường còn lại là khá tốt. Ở 2017 thì chắc chắn là chúng ta có lợi thế, thí dụ như ở thị trường Hàn Quốc, ở thị trường Nhật Bản thì chúng ta đã có cái FTA đó là song phương đã hiệu lực rồi. Thế tôm Việt Nam nó bằng không rồi. Thị trường xuất khẩu thuận lợi, khâu nuôi chế biến được nâng cao theo chuỗi giá trị, đó là những điểm sáng của ngành tôm Việt Nam trong năm 2017. Với bức tranh đầy triển vọng như thế, xuất khẩu tôm của Việt Nam sẽ không dừng lại ở con số hơn 3 tỷ đô la Mỹ như hiện nay. Sau đây là phần tổng hợp tin tức nổi bật trên báo chí trong và ngoài nước 24 giờ qua. Một thông tin đáng chú ý đó chính là trên trang mạng tin tức Quảng Tây Trung Quốc, cuối năm 2016, Viện Khoa học Xã hội Quảng Tây đã cho ra mắt sách xanh về Việt Nam với tên gọi là Báo cáo tình hình Việt Nam năm 2016. Cuốn sách được bắt đầu nghiên cứu biên soạn từ năm 2000. Báo cáo tình hình Việt Nam 2016 bao gồm 4 phần. Phần 1, báo cáo tổng quan tình hình chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa xã hội của Việt Nam năm 2015. Phần 2, báo cáo phát triển Việt Nam giai đoạn 2015-2016.
phần 3 nghiên cứu phân tích những vấn đề nóng, những sự kiện lớn của Việt Nam năm 2015-2016. Phần 4 là tài liệu tổng hợp ghi lại những sự kiện trong quan hệ Việt-Trung năm 2015, cũng như số liệu thống kê kinh tế xã hội Việt Nam. Thủy hải sản vào Mỹ phải có nhãn nguồn gốc. Thông tin thiết thực với người nuôi trồng và doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản này được đăng tải trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Nhãn chứng nhận về nguồn gốc, quá trình chế biến sản xuất của các sản phẩm thủy hải sản sẽ được phía Mỹ cấp và là điều kiện tiên quyết để các nhà xuất khẩu đưa hàng vào Mỹ. Quy định này không loại trừ sản phẩm nào của quốc gia nào, vì vậy tất nhiên sẽ gồm cả tôm và cá tra, những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Dự kiến thì chính phủ Mỹ sẽ bắt đầu thực hiện quy định này từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Thông tin từ trang China News cho biết, ngày 17 tháng 1, Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn bán người thành phố Phong Thành, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cùng cảnh sát các tỉnh Sơn Đông, Hà Bắc đã bàn giao cho công an thành phố Móng Cái của Việt Nam 15 phụ nữ đã từng là nạn nhân của tội phạm buôn bán người. Trong số 15 nạn nhân này có 5 người được cảnh sát tỉnh Hà Bắc giải cứu, 10 người được cảnh sát tỉnh Sơn Đông giải cứu. Đây là lần trao trả số lượng nạn nhân buôn bán người lớn nhất qua cửa khẩu Đông Hưng của Móng Cái. Một công trình nghiên cứu vật lý hạt nhân của nhóm tác giả người Việt vừa được công bố trên tạp chí Physical Review Letter của Hội Vật lý Hoa Kỳ ABS, một tạp chí được xếp hạng cao nhất trong ngành vật lý thế giới. Thông tin được đăng tải trên trang Vietnamnet. 2/3 thành viên nhóm tác giả của công trình đang làm nghiên cứu trong nước và một thành viên đang nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Vật lý và Hóa học Riken, Nhật Bản. Trong đó, một tác giả cho biết công trình này có ý nghĩa đặc biệt đối với nghiên cứu vật lý hạt nhân ở Việt Nam. Việt Nam có thể sẽ hình thành một nhóm nghiên cứu vật lý hạt nhân mạnh, cả nghiên cứu lý thuyết lẫn thực nghiệm và hoàn toàn do nội lực. Trong danh sách 17 nơi tốt nhất để đi du lịch năm 2017 do tạp chí SK lựa chọn có Việt Nam, trang châu Á của Nga đã cho biết thông tin này. Theo tạp chí này, thì du khách nước ngoài có thể nạp năng lượng bằng văn hóa lạc quan của người dân địa phương và thử các món ăn đường phố rất ngon và đặc sắc ở Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Xây dựng phẩm chất công dân mới là nội dung dự án xây dựng những phẩm chất và năng lực của công dân Việt Nam trong thời đại mới. Khu di tích nhà tù Hỏa Lò tiếp nhận hiện vật do gia đình tù binh phi công Mỹ trao tặng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và phu nhân đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam. Trong hơn 20 giờ thăm nước ta, bà Akiya Abe, phu nhân Thủ tướng Nhật, đã để lại hình ảnh rất gần gũi, chân tình và nhân hậu trong các hoạt động bên lề, góp phần làm đẹp thêm tình cảm gắn bó mà người dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản vốn dành cho nhau. Đến thăm Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hà Nội, tiền thân là Làng Trẻ Em Hòa Bình, phu nhân Thủ tướng Nhật Bản đã rất xúc động và vui mừng khi chứng kiến phương pháp trị liệu Yasori là phương pháp trị liệu tâm lý bằng cách dệt thủ công có nguồn gốc từ Nhật Bản. Bà Akiya Abe đã khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ về nhiều mặt để giúp Việt Nam phát triển nhiều hơn nữa các chương trình hỗ trợ trẻ em thiệt thòi, khó khăn và khuyết tật trong thời gian tới. Trong thời gian ở thăm Việt Nam, bà Akiya cũng đã có cuộc gặp gỡ với một số đại diện Việt Nam từng tham gia chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á, chương trình do Nhật Bản khởi xướng và tổ chức từ năm 1974 với mục tiêu để thanh niên Nhật Bản và thanh niên các quốc gia Đông Nam Á có cơ hội giao lưu học hỏi và trao đổi kinh nghiệm. Cũng trong chiều ngày 17 tháng 1 tại thủ đô Hà Nội đã diễn ra hội nghị khởi động dự án đổi mới giáo dục phổ thông. Đây là dự án được thực hiện từ vốn vay của Ngân hàng Thế giới trị giá 77 triệu đô la Mỹ, tương ứng hơn 1.750 tỷ đồng, bao gồm hỗ trợ xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, biên soạn, cung cấp sách giáo khoa và phân tích, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Toàn bộ nội dung chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ tập trung xây dựng những phẩm chất và năng lực của công dân Việt Nam trong thời đại mới. Tại hội nghị này, giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới, đã công bố định hướng xây dựng chương trình. Trong đó, đáng chú ý là việc xác định chân dung của người công dân Việt Nam mới mà ngành giáo dục và đào tạo có trách nhiệm kiến tạo từ chính chương trình phổ thông sắp tới. 8 phẩm chất được xác định bao gồm nhân ái, khoan dung, chuyên cần, tiết kiệm, trách nhiệm, kỷ luật, trung thực và dũng cảm. Một số khái niệm tuy quen thuộc nhưng lại mang nội hàm mới. Tôi lấy ví dụ như khoan dung thì không phải chỉ là biết tha thứ lỗi lầm cho bạn hay cho người khác, mà khoan dung còn biết là biết tôn trọng sự khác biệt. Đấy là một cái giá trị mới của thời đại mà người ta rất nhấn mạnh. Các dân tộc
các tập đoàn, tập thể, các nhóm có tôn trọng sự khác biệt và các cá nhân có tôn trọng sự khác biệt của nhau thì mới làm nên một cái xã hội hài hòa. Hay là cái phẩm chất tiết kiệm chúng ta đặt trong cái tình hình lãng phí đó như thế này. Nhưng mà tiết kiệm đây còn có nghĩa là tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Đấy là một trong những yêu cầu để phát triển bền vững. Hay là dũng cảm. Thì cũng có người nói là bây giờ có còn chiến tranh đâu, mình giáo dục dũng cảm như thế nào. Thì tôi xin nói thế này, dũng cảm không phải chỉ là gan góc trong chiến đấu, mà dũng cảm đây còn là dũng cảm trong cái nhận thức lẽ phải, trong cái tự đấu tranh với mình. Đấy là những cái phẩm chất của con người ở trong cái thời đại mới, nó phù hợp với những cái giá trị toàn cầu. Các năng lực cốt lõi cũng được xác định như tự chủ, hợp tác, sáng tạo, năng lực sử dụng ngôn ngữ, tính toán, năng lực tin học, năng lực thẩm mỹ, thể chất và các năng lực chuyên biệt thường được gọi là năng khiếu. Căn cứ trên các phẩm chất, năng lực này, ban soạn thảo chương trình sẽ thiết kế nội dung chương trình phù hợp. Chẳng hạn, với việc đề cao năng khiếu của học sinh thì lần đầu tiên ban soạn thảo sẽ đưa các môn nghệ thuật vào chương trình trung học phổ thông, xây dựng các câu lạc bộ thể dục thể thao để học sinh tự chọn. Đề cao năng khiếu của các em học sinh và xây dựng các câu lạc bộ thể thao để các em lựa chọn, không chỉ để xây dựng phẩm chất tốt ở một công dân mới, mà còn góp phần phát hiện bồi dưỡng những tài năng thể thao nhỏ tuổi cho đất nước. Khi nói đến thể thao Việt Nam trong năm qua, thì hai cái tên Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Thị Ánh Viên đã ghi đậm dấu ấn thành tích cho thể thao nước nhà trên đấu trường quốc tế. Vì thế mà cũng không có gì bất ngờ khi mà nam xạ thủ và nữ kình ngư đã giành giải vận động viên của năm trong lễ trao giải gala cúp chiến thắng 2016 diễn ra vào tối ngày hôm qua. Bên cạnh đó thì huấn luyện viên bộ môn bắn súng Nguyễn Thị Nhung được bình chọn là huấn luyện viên của năm. Một số kết quả khác của hạng mục cũng đã được công bố như là vận động viên trẻ của năm thuộc về Lê Tú Chinh, bộ môn điền kinh, vận động viên người khuyết tật xuất sắc Lê Văn Công, bộ môn cử tạ. U19 Việt Nam là đội tuyển của năm, giải thành tựu trọn đời được trao cho huấn luyện viên điền kinh Bùi Lương. Hình ảnh thể thao ấn tượng nhất là hình ảnh quốc kỳ Việt Nam lần đầu tiên được nêu ở vị trí cao nhất tại đấu trường Olympic. Không chỉ những thành tích thể thao được vinh danh mà trên lĩnh vực khoa học, những sáng tạo mới cũng đã được ghi nhận. Từ hơn 100 ý tưởng của 29 trường đại học trên toàn quốc, 6 ý tưởng xuất sắc nhất đã được trao cho các đội đạt giải nhất, nhì, ba tại vòng chung kết cuộc thi Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo 2016 vừa diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Đây là cuộc thi thường niên dành cho sinh viên trên toàn quốc do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ cùng các bộ ngành liên quan tổ chức. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngày Sáng tạo Việt Nam cùng với các cuộc thi như Sáng tạo Thanh thiếu niên toàn quốc hay TechFest, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang là những sân chơi thúc đẩy đam mê sáng tạo khoa học trong giới trẻ, góp phần xây dựng nguồn lực kỹ thuật có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 17 tháng 1 tại thủ đô Hà Nội, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò đã tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật của gia đình cựu trung tá phi công Mỹ Walter Eugene Wilbur trao tặng. Cựu tù binh phi công Mỹ Walter Eugene Wilbur từng bị giam giữ tại trại lao Hỏa Lò từ năm 1968. Trong 5 năm ở lại đây, thì ông đã nhận được sự đối xử nhân đạo khoan dung của nhà nước Việt Nam. Đến năm 1973, Walter Eugene Wilbur đã được chính phủ Việt Nam trao trả cho chính phủ Hoa Kỳ theo tinh thần của Hiệp định Paris. Chiếc mũ phi công của Walter Eugene Wilbur được chính phủ Mỹ trang bị khi tham chiến tại Việt Nam năm 1968. Hai bộ quần áo, chiếc cao uống nước hay bao diêm nhỏ, những vật dụng mà Walter sử dụng trong thời gian bị tạm giam tại nhà tù Hỏa Lò. Đây là những kỷ vật đã đồng hành cùng gia đình cố trung tá Hải quân Mỹ Walter suốt hơn 40 năm qua. Hôm nay, những kỷ vật này đã vượt qua nửa vòng trái đất, được con trai ông trực tiếp trao tặng cho Ban Quản lý Di tích nhà tù Hỏa Lò theo di nguyện cuối đời của người cha. Tất cả các hiện vật đều được gia đình giữ gìn, bảo quản rất cẩn thận cho đến tận ngày nay. Bây giờ tôi muốn mang các hiện vật này trao tặng cho nhà tù Hỏa Lò, vì tôi muốn nhiều du khách khi đến đây có thể được xem những hiện vật về phi công Mỹ tại nhà tù Hỏa Lò. Cách đó thì sẽ tốt hơn là các gia đình phi công giữ lại những hiện vật đó cho riêng họ. Khu trưng bày cuộc sống của tù binh phi công Mỹ trong nhà tù Hỏa Lò đang lưu giữ và trưng bày nhiều hiện vật vốn là kỷ vật của các tù binh Mỹ từng bị giam giữ trao tặng lại. Từng hiện vật chứa đựng những câu chuyện chân thực về cuộc sống của tù binh phi công Mỹ ở Việt Nam. Qua cái vật đó để đánh giá rằng những tù binh họ nghĩ rằng đã hơn 40 năm rồi vẫn nhớ đất nước Việt Nam,
Rồi những vật kỷ niệm của tôi để nói đi rằng hơn 40 năm vẫn nhớ đi ông trại trưởng ngày xưa, người đã thực hiện chính sách khoan hồng của nhân dân Việt Nam đối với họ, cho họ lưu niệm với vật đó, nó nói đến cái tình quan hệ hữu hảo và rồi xóa bỏ những hận thù giữa hai dân tộc. Câu chuyện này thể hiện một cái bức tranh toàn cảnh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ để cho khách tham quan trong nước và quốc tế hiểu được không chỉ chính sách nhân đạo của chính phủ Việt Nam và thấy được sau khi mà chiến tranh kết thúc thì tất cả người dân trong nước và quốc tế muốn một cái điều cao quý nhất, đó là hòa bình và cái sự thân thiện. Từ năm 1964 đến năm 1973, một phần của nhà tù Hỏa Lò được dùng để tạm giam tù binh phi công Mỹ. Chính tại đây, những tù binh Mỹ đã hiểu sâu sắc hơn về cuộc chiến mà họ tham gia tại Việt Nam và chính sách nhân đạo của một dân tộc yêu chuộng hòa bình. Xin được tiếp tục với những thông tin văn hóa đáng chú ý khác. Lãnh đạo tỉnh và ngành du lịch Quảng Bình khẳng định sẽ không xây dựng cáp treo vào hang Sơn Đòn vì đây là tài nguyên thiên nhiên vô giá. Thời gian qua thì trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin tỉnh Quảng Bình duyệt dự án xây dựng tuyến cáp treo vào Sơn Đòn và đã có đơn vị nhận thầu khởi công ngay sau Tết, khiến nhiều người hoang mang lên tiếng phản đối. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình khẳng định tỉnh chưa có chủ trương cũng như chưa có kế hoạch xây cáp treo vào hang Sơn Đòn. Dự án muốn thực hiện thì phải qua nhiều quy trình, xin ý kiến của các bộ ngành và đặc biệt cần có sự đồng ý của UNESCO. Thưa quý vị và các bạn, dù bắt đầu manh nha từ những năm 1990, ngành công nghiệp thời trang Việt Nam chỉ mới tượng hình trong những năm gần đây. Trước đó thì thế giới hầu như chỉ biết đến Việt Nam như một nước chuyên gia công sản phẩm thời trang cho các thương hiệu lớn trên toàn cầu. Đến nay thì ngành thời trang nước ta đã có bước chuyển mình rõ nét nhờ tận dụng những tiềm năng sẵn có cùng sự tiên phong phát triển thời trang nội địa của hàng loạt thương hiệu Việt mới. Phá bỏ suy nghĩ thời trang là phải đắt đỏ, những thương hiệu thời trang Việt Nam như Elise, Nem hay Eva de Eva đang đi theo hướng giá cả phải chăng mà vẫn đảm bảo được chất lượng vượt trội. Và nếu chỉ so sánh ở ngay thị trường nội địa, thì rõ ràng một trong những điểm mạnh của các thương hiệu thời trang Việt so với các đại gia thời trang thế giới, đó là tầm ảnh hưởng của họ lan rộng hơn và được đón nhận ở khắp mọi nơi. Đặc biệt, mẫu mã và chủng loại đa dạng với nhóm khách hàng chính là giới trẻ, các hãng thời trang này đang có một vị thế riêng trên thị trường nội địa. Việt Nam đang là một cái thị trường rất là mở cho rất là nhiều thương hiệu thời trang, nhưng mà nó sẽ chỉ thành công đối với những cái thương hiệu có cái định hướng phát triển đúng đắn, là cái quan trọng nhất là những cái sản phẩm nó phải phù hợp với cái thị hiếu của người Việt Nam. Nhiều năm trong lĩnh vực may mặc thời trang, bà Lưu Nga, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Thời trang Elise cho rằng Việt Nam có tiềm năng rất lớn với phần lớn dân số đang ở độ tuổi lao động và giá nhân công rẻ sẽ là mảnh đất màu mỡ cho các thương hiệu thời trang quốc tế đổ bộ vào. Vì vậy, nếu không biết tận dụng nguồn lợi thế này, các thương hiệu thời trang Việt sẽ bỏ phí một lượng lớn phần trăm thị phần ngay tại thị trường nội địa. Đó cũng là một lợi thế cho các cái thương hiệu Việt. Chúng tôi luôn luôn đặt mình trong cái tinh thần khởi nghiệp, có nghĩa là những gì người khác làm được mình phải làm tốt hơn, những gì thế giới làm được mình phải làm tốt hơn. Và vì chính vì là thu nhập đầu người của Việt Nam chưa có cao hơn so với các nước phát triển khác, cho nên mình phải cố gắng nỗ lực hơn để đưa lại cái chất lượng tốt nhưng mà giá thành thì lại rất là hợp lý và phù hợp với người Việt Nam. Chính cái tình yêu và cái đam mê và những hiểu biết như vậy về cái thị trường và cái sự hội nhập, chúng tôi đã thuyết phục được khách hàng trong những năm vừa qua. Với tầm nhìn như trở thành công ty thời trang hàng đầu Việt Nam về xu hướng, thương hiệu và doanh thu, đến năm 2020 có mặt trên toàn thế giới như công ty thời trang Elise hay các tên tuổi thời trang Việt khác thì cũng đủ để thấy được nỗ lực trong cuộc đua hội nhập của các thương hiệu thời trang nội địa. Điều này không chỉ thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp dệt may của Việt Nam là những thương hiệu tiên phong đưa ra các xu hướng thời trang mang bản sắc dân tộc và định hướng người tiêu dùng trong việc lựa chọn may mặc, mà quan trọng hơn, những tên tuổi thời trang nội địa sẽ góp phần chấm dứt tình trạng Việt Nam chỉ là thị trường gia công giá rẻ cho các thương hiệu nước ngoài. Phần cuối của bản tin sẽ là thông tin nhiệt độ tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước. We'll be right back.
Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Truyền hình Việt Nam tại đây. Quý khán giả có thể theo dõi lại nội dung chương trình ở trang web vtv4.vn hoặc kênh YouTube của chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.